Chào mừng quý vị và các bạn. Mời các bạn đến với bản tin tiếp theo cập nhật về tình hình dịch bệnh corona mới nhất vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 7 tháng 2 năm 2020 trên kênh Tin Nóng TV. Các bạn xem video, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký, nhấn chuông để nhận được những video mới nhất. Xin cảm ơn các bạn. Tình hình dịch bệnh corona cập nhật vào lúc 8 giờ sáng nay ngày 7 tháng 2 năm 2020 trên trang Sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế thì trên thế giới đã có 31.481 người mắc, trong đó là 639 người tử vong. Tại lục địa của Trung Quốc là 637 người tử vong, Philippines 1 người tử vong, Hồng Kông Trung Quốc là 1 người tử vong. Tại Việt Nam hiện tại thì có 12 người mắc nhiễm chủng virus corona dương tính, trong đó hai cha con người Trung Quốc, một người đã khỏi và xuất viện. 5 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc, có một người đã khỏi và xuất viện. Một công dân Việt Nam là Lễ Tân có tiếp xúc gần với hai cha con người Trung Quốc đã khỏi và xuất viện. Một công dân Mỹ đến Việt Nam trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc, một người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với chủng virus corona. Trước đó, hai trường hợp, một người là mẹ, một người là em ruột của bệnh nhân dương tính với chủng virus corona trước đó. Và số người đã điều trị khỏi là 3 người đã được xuất viện. Hiện tại, số người nghi ngờ nhiễm virus có dấu hiệu ho, sốt và đến từ vùng dịch 77 người tiếp tục cách ly theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng. Ngoài ra, có 379 người trường hợp là người sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi. Dịch viêm phổi đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019. Đến nay, dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 27 quốc gia và vùng lãnh thổ được ghi nhận trường hợp mắc bệnh. Như vậy, hiện tại ở Trung Quốc là số người mắc bệnh là 31.161 người ở 30 tỉnh, thành phố của Trung Quốc. Số người chết là 637 người. Số người nghi nhiễm là 26.359 người. Số người phục hồi và xuất viện là 1.540 người. Số người đang nguy kịch là 4.821 người. Số liệu này được Tin Nóng TV cập nhật theo số liệu của Bộ Y tế công khai vào lúc 8 giờ sáng ngày 7 tháng 2 năm 2020. Tin Nóng TV sẽ tiếp tục cập nhật dịch bệnh chủng virus corona đến quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi.